Hello, Mèo Gái xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại trời đang mưa nha các bạn. Bây giờ là 1 giờ 30 phút rồi. Và mình cũng mới vừa ra cần vừa xong và tóm ít cái lăng xê. Và ngày hôm nay mình tiếp tục ra ngoài hồ Gia Ui test cái cám nền tổng hợp nha các bạn. Đam mê cá mình nha. Và ngày hôm nay nó hơi khác hơn mọi khi, là mình sẽ đi test một cái đơn hàng đã bị bom, bị trả hàng về. Đây là một cái đơn hàng của anh khách ở Đồng Nai, cách nhà mình tầm khoảng ở chừng 20-30 km thôi, không có nhiều đó. Và đơn hàng này mình đã để lại cho khách nửa tháng để khách đi công tác về để nhận hàng, nhưng mà khách đã không nhận hàng. Và ngày hôm nay mình sẽ lấy cái đơn hàng này, mình sẽ đi test thực tế ở ngoài cái hồ này cho mọi người xem. Đây, đây. Và đơn hàng này mình gửi và mình cũng đã đem về. Mình cũng chưa có khui thử bên trong nó còn nguyên dạng hay không. Đó, mà thấy cái chữ chuyển hoàng cho bá không? Nó đây. Đây, tổng cái đơn hàng này là 230k. Ở trong đây là có 4 ký cám, 3 ký cám nền và 1 ký mồi nền. Đó. Đây, đã lưu dẫn lại và cùng ấy cũng không nhận hàng, gọi điện thuê bao không nghe máy nha các bạn, rất là nhiều lần rồi. Và sau nửa tháng để lại để anh nhận hàng mà anh không nhận hàng thì cuối cùng đã chuyển hàng về. Và bây giờ mình sẽ khui đơn hàng này ra và chọn mồi và câu luôn, xem thử coi có lên cá hay không nha các bạn. Thường thì mình lấy cái hàng mình đi câu thì nó đơn giản quá, thử coi đơn hàng này nó còn có nguyên dạng không các bạn. Một cái kéo này mình sẽ cắt ra. Sau nửa tháng coi đơn hàng này của mình nó còn nguyên dạng hay không, có bị móp méo hay là có bị lủng lỗ gì hay không nha các bạn. Đây, đây. Hàng đã về, có hàng. Mình đã nói rồi, khách không nhận hàng thì có mồi mình câu. Đây. Cám nền tổng hợp đam mê cá mình, trọng lượng 2 kg. Đó, một gói nè, 2 kg nè. Đây. Còn gói nữa. Đây là gói 1 kg. Nha các bạn. Đấy, mình đã dùng băng keo nghiêm phong cái đầu lại tránh bị bung cái đầu ra. Đó. Cái. Và còn mồi nền nữa. Đây. Mồi nền sau nửa tháng vẫn còn yên nguyên, chẳng vì sao cả. Mặc dù vận chuyển rất là mạnh, nhưng ok. Còn hàng, còn cái này thì hết hàng sử dụng. Rồi. Bây giờ mình sẽ test luôn. Mình có một cái tao xếp nè, nó gọn, rất là to, trộn mồi cho nó dễ. Đó. Đây, mình sẽ cho hết 1 ký cái cám nền tổng hợp này vào luôn. Hôm nay mình câu 6 cần lăng xê. Mình mới có mua thêm 2 cây Ryobi Osaka
cho nó mới, cho nó cùng với lại hợp chung với lại những cái cần mình đã câu. Và mình mới thử nghiệm hai cục máy cố nông 9.000 mới luôn, hai bộ. Nói chung lại là hai cái bộ này tầm khoảng ở chừng 3 triệu. À, đó là thành quả của tiền YouTube của các bạn từ tháng 1 năm 2023 cho đến tháng 11 năm 2023. Đây. Đây là mồi nè. Rất là thơm luôn. Cho 1 kg vào đây luôn. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ khui cái gói với nền này ra. Ok. Cho mình nền vô luôn. Hai thứ thôi nha các bạn, không có nhiều nha. Hai thứ thôi, nó ít mình nền vô. Tí thôi, ít thôi, nhiều quá không tốt. Cái mè nó phá. Cái mè hồi này nhiều lắm. Thôi kệ. 20 ngày rồi mình chưa có cái video nào để ra cho mọi người xem hết á. Hy vọng cái đợt này nó sẽ có video cho mọi người xem. Hy vọng mà có cá nha các bạn. Mà hồi nãy mình đi về mình thấy trời mưa mưa là mình mừng rồi các bạn. Tại vì trời mưa các bạn, nước đục các bạn. Cá nó vô nó ăn mồi nhiều lắm. Giờ sẽ đi lấy nước à. Nó khô quá rồi. Nước cày lại hồ luôn nha các bạn. Ok. Mình đã cho nước hồ ở đây rồi nha các bạn. Mồi này mình sẽ đánh mồi nó hơi khô khô. Tơi tơi. Cái độ dính nó ít thôi. Dính nhiều quá cá nó ăn không nổi các bạn, nó mồi nó lâu tan. Bây giờ mình cái mồi này nó hơi dính tơi tơi nè. Giờ mình đánh đây khoảng tầng sáng ngày mai vẫn còn mồi các bạn. Ok lắm. Nếu mà sống ít, sống không nhiều thì yêu. Mà không sao, xả cái mồi nhữ xuống ổ các bạn. Xả mồi nhiều dưới cá nó vô nhiều các bạn. Tốt. Không có xấu nha các bạn. Không biết với tình trạng trời đang mưa và rất là lạnh như thế này, liệu cái cám nền tổng hợp này và cái mồi nền này kết hợp lại với nhau câu cá ở ngoài cái hồ tự nhiên cá như thế này, liệu có cá hay không? Thì mời các bạn cùng đón xem nha. Giờ nắng mồi vào lăng xe nè. Sớp, mình dùng sớp độ luôn. Sớp độ nón bảo hiểm hoặc là sớp mút nào cũng được. Nắng con mồi cũng vừa vừa thôi. Con mồi này mình ngâm tới sáng các bạn à. Con mồi đầu tiên mà, đầu tay mà. Nên mình sẽ ngâm cục. Nắng con mồi nó hơi to to tí. Cục này cũng khá, cũng nhỏ, không to mấy. Mình sẽ câu từ bây giờ cho đến ngày mai và sáng ngày mốt. Coi như là hai ngày hai đêm. Cho cá nó vô thẳng ổ luôn. Lâu lâu mình có một dịp được mình được nghỉ phép nên mình đi test mồi luôn. Hy vọng sẽ có con hàng thích có to quay mọi người xem. Ok. Như vậy đã xong rồi. Chì chạy nè. Bây giờ mình sẽ ra cần nha các bạn. Tí nữa mà cá nó có ăn á thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha các bạn. Trời tối lắm, mọi người thông cảm nha. Ok. Nè. Các bạn ơi, dính con cua các bạn ơi. Con cua phi dính theo con cua nữa các bạn ơi. Ủa con cua phi sống lại lạng các bạn. Con cua nè. Nè, con cua nè. Thiệt tình con cua á.
các bạn, phi to các bạn. Đã không? Ok nha các bạn. Mè dinh các bạn ơi, chà bá luôn các bạn ơi. Mè dinh nha các bạn. Mè dinh chà bá luôn các bạn ơi. Bây giờ cũng 5 giờ rồi các bạn à. Hôm nay mình đi test cái đơn hàng cáp nền chép bị bơm các bạn. Thành quả thì được hai con các bạn à. Con mè dinh với lại con Rufy. Ok, không sao. Mình sẽ chiến thêm một ngày nữa xem sao nha các bạn. Đây. Ok các bạn. Cần cứu cái ăn các bạn ơi. Kìa, dùng dây đây kìa, kéo dùng dây đây kìa. Cá mè các bạn ơi. Nói thật với các bạn chứ, cái hồ này bữa đây nó thả cá mè nhỏ nhiều lắm các bạn ơi, nó thả chắc cả tấn á các bạn ơi. Có đây nè, sáng giờ mình làm mười mấy con rồi đó, mình không quay lại cho mọi người xem thôi. Nhiều lắm các bạn ơi. Con này giờ thả cho làm gì các bạn, đúng không? Thả, không có bắt. Quá trời nhiều đi. Một bầy ở ngoài kia kìa các bạn kìa. Quăng xuống nó ăn như đúng rồi á. Giật dây liên tục à. Nó ăn riết mình sợ nó luôn các bạn à. Nó không dám con mồi lớn luôn á. Nè, con mồi nó bằng giò cái thôi nè. Nó mà nó ăn khiêu nhau, nó ăn nó rỉ tùm lum á. Ăn mình sợ luôn á. Muốn đi câu lớn các bạn xem, mà bây giờ cái hồ này giờ nó mới thả cái mè nhiều, cái mè với cái trôi nhỏ quá trời trời luôn. Cá lớn cho kiểu ăn là nó vô cái nhỏ vô ăn trước rồi. Thôi giờ chịu các bạn ơi, hết cách các bạn ơi, hên xui đi. Đây các bạn, hiện tại bây giờ cũng 5 giờ 13 phút rồi. Hôm nay mình đi test cái cám nền tổng hợp. Một cái đơn hàng bị bơm của khách trong vòng 15 ngày. Đây, mình đã căng cái túp lề biểu tượng của mình ở ngoài chỗ này. Đó, thấy không? Đó. Đây, mình cũng mới triển thêm được hai em máy cối nông và hai cái cần Ryobi Osaka. Một cặp nha các bạn. Mua là mình mua lần một cặp luôn, chứ không mua lần một cần. Cần mua lần một cặp và máy cũng vậy. Mua lần một cặp máy vậy luôn. Đây cặp máy cố nông 9.000, EO 9.000. Cái này hàng mình đặt ở bên nước ngoài về. Xem thử nước ngoài coi nó có ngon hơn là mình đặt ở ngoài trong nước Việt Nam mình hay không. Thì trước mắt thấy quay cũng khá tốt. 9.000 thì cầm cũng không phải không nặng mấy, cũng được, cũng ok. Đó. Thì thành quả ngày hôm nay mình đi test thì được hai con ở dưới các bạn. Với lại mười mấy con cá mè. Mè chút các bạn, mình thả hết rồi. Được con mè dinh khoảng gần 6 lạng và cô phê khoảng cũng vậy, 6 7 lạng. Hai con nó rộng ở dưới á. Thì nói chung là mình sẽ chiến tiếp thêm một ngày nữa. Mồi không còn nhiều đâu các bạn ơi. Rất ít. Đây. Cám này tổng hợp còn được bao nhiêu nè. Với lại còn được một ít đây nữa nè, dành cho sáng mai. Cái tí nữa mình kêu nghe mình đem ra mình thêm một ký nữa để mình đánh nốt đến trưa xong. Đây tối mình ngủ chỗ đó các bạn, ngủ trong đó đó. Đây chỗ đó mình ngồi nè và căng ở đây. Hy vọng sẽ có cá hấp dẫn quay mọi người xem. Chứ hiện tại tiết bây giờ hôm nay nó xấu lắm các bạn ơi. Hơi tới chót à. Chuyển bão à. Đây, trời đây đang chuyển mưa rồi. Hy vọng tối nay chứ nữa mình căng cái bạc xuống nè cho nó đỡ lạnh các bạn nha. Hôm nay các bạn, nói chung là 20 ngày rồi mình chưa có ra video.
may mắn lắm đó các bạn, hôm nay mình mới có video cho mọi người xem đó. Mà video ngày nay nó không được hay cho lắm, hy vọng mọi người sẽ thông cảm, đam mê mà các bạn, hỏi ok các bạn. Thì nếu các bạn yêu thích cái video này của mình thì hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nha. Nói chung thì đam mê với các bạn nha. Ok các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.